Tôi được xin Hoàng Văn Thụ cho biết quyết định của Trung ương là tôi đi Côn Minh, ở đó có thể gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và cùng đi thì có anh đồng cùng đi. Lúc bấy giờ tình hình thế giới và trong nước đang đứng trước những kỳ biến chuyển có thể nói là long trời lở đất về chiến tranh, về cách mạng. Tôi đi sang Côn Minh được anh Phùng Thị Kiên, anh Vũ Anh, anh Cao Hồng Linh đón, và có đồng chí đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Côn Minh. Thì về ở một nhà với là anh Phùng Thị Kiên, thì các anh nói là đồng chí sang như thế là rất tốt, là anh và anh đồng đợi đồ mấy hôm nữa thì có cấp trên đến gặp. Thì mấy hôm sau thì các anh nói là đồng chí Vương là đến và sẽ đợi hai anh ở Thủy Hồ. Hôm sau thì nhận được một cái điện ký tên là Hồ Quang, nói là đồng chí Lâm là anh đồng và đồng chí Dương ở lại, là bởi vì Paris đã thất thủ, ta ở lại về nước làm việc. Để mấy hôm sau thì anh Phùng Thị Kiên đến, chúng tôi về nơi, về Quế Lâm. Rồi một thời gian sau thì bác về. Và tôi nhớ mãi là lúc mà gặp bác ở Quế Lâm, ở ngoại ô Quế Lâm trên một bãi cỏ đó, thì bác bao giờ con người cũng bình thản thế. Nói bây giờ là tình hình thay đổi rồi. Là bây giờ các đồng chí không phải đi chiến đấu nữa mà trở về Cao Bằng chuẩn bị vũ trang. Mais vous savez, pour nous, il n'y a pas de stratégie purement militaire. Il n'y a de stratégie que générale, synthétique, à la fois militaire, politique et diplomatique. Et voilà pourquoi, c'est clair, l'offensive générale du Tet en 1968 avait un objectif à la fois militaire et politique. Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường trinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác lại viết những công việc cần thiết lúc bây giờ. Và thì trong sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến, như mọi người đều biết. Sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú hiểu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu. Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng, sau này phải giữ được hai tháng. Bác lại hỏi còn cả thành phố khác, tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào. Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào. Làm sao mà quên được cái cảnh sông núi hiền từ và hùng vĩ, quê hương gia đình là có thể đã chung đúc lên cái nhân cách của tôi mà quyết định cái con đường đi của tôi. Một đêm đông trời rất lạnh, nằm ở trong hang bọc bó, mà nằm trên một cái giường làm mấy cái gỗ lát lại, nằm đau lưng lắm. Nằm với bác để mà bàn cái chuyện, là trao đổi cái chuyện khởi nghĩa vũ trang, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa là thế nào. Thì đang nói chuyện là bác là thì bác dừng lại, thì bác nói là chú Văn à, làm cách mạng đó thì hết lòng vì nước vì dân. Bác nói chuyện nhỏ thì bác nói là vì công vi thượng, là phải công hơn hết trên hết, là không có chút nào cá nhân.
Bác Ngư thì bác sẽ nói quá chuyện khác, tôi nhớ đến bây giờ.